Quay trở lại với kênh YouTube Tiên Phúc Lo. Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn xem một cái đoạn video clip mới nhất vào gần đây. Thật ra thì với cái tình tiết trong video clip này nó không còn quá xa lạ nữa các bạn. Nhưng mà dạo gần đây nó cũng đang dậy sóng cái trường hợp này, đó là trường hợp nhặt lại của rơi có phải trả lại cho chủ sở hữu hay không, và nếu không trả lại thì sẽ bị gì. Trước khi bắt đầu vào cái phần nội dung chính của ngày hôm nay thì đây là thời gian dành cho intro. Chúng ta sẽ tiến hành xem cái đoạn video clip nha các bạn. Rồi, mời các bạn xem. Đôi của cháu đấy. Có nhặt đôi của cháu đấy. Ngang ngược quá ha các bạn ha. Quá ngang ngược. Đây là chai nước lọc của tôi thôi, không có cái gì to tát cả, cô có giả không? Có nhặt được rồi, đi đéo cái gì về, tôi đéo ăn cắp, mà nói cho tôi có cả hay không? Bây giờ, tôi đứng ở ngoài đường nhá, tôi nhặt lên, đúng không? Ừ. Tôi là của tôi thì sao? Cô là cái gì là của cô là cái gì cô là cái gì cô bảo cái gì nào chưa cô là cái gì sao bị béo lại trình bày với ai bây giờ cuộc đây là cái này là của tôi này ta nhặt được đường mày vào không mày mày kiểu đi tôi đứng bên đường cô đứng bên đường tôi bảo cô cho tôi xin lại cố tình cô mang lên đúng không đây tao nhặt được mà đúng rồi bây giờ ở trong này là cái gì bây giờ cô có giả tôi chai nước không? Bây giờ cô giả tôi chai nước không? Có giả tôi chai nước không? Mọi người nhìn nhá, đây nhá. Bà này nhặt được của mình ở đồ trên đường, mình đang ra nhặt thì bà đi ra bà nhặt bà lên xe nhá. Này, mọi người nhìn này, đây nhá. Bà này sẽ được lên chùm trà đá ngồi chơi này. Không đọc được cái gì ở trong. Nó chỉ là cái chai nước của em thôi. Nhưng mà cái con người này nó bẩn chó. Đây là cái chai nước thôi. Chả ai nhặt làm gì cả. Nhưng mà đây này. Đây này, mọi người nhìn này. Đấy. Nhặt xong rồi vứt đồ của người ta đi này. Đấy, thấy chưa? Mọi người thấy chưa này. Đây nhá. Đây là bà này có cả con gái nhá. Con gái sẽ khó dám ra đường lắm mọi người ơi. Con gái cố tắm ra đường lắm mọi người ơi. Này, mọi người sợ không? Nhìn mặt nó hình rong nhá mọi người nhá. Tại sao lại có con người như vậy? Ở Hà Nội lại có con người như vậy nhá. Ok. Các bạn có biết không, theo quy định tại điều 230 của Bộ luật dân sự năm 2015 thì có quy định trường hợp là xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi hoặc bỏ quên. Thì trong trường hợp nếu như bạn là cái người nhặt được của rơi thì bạn phải có trách nhiệm thông báo hoặc trả lại cho chủ sở hữu đó, nếu như mà các bạn biết được cái địa chỉ đó. Còn nếu như mà các bạn không biết được cái địa chỉ của chủ sở hữu thì các bạn phải giao nộp lại cho ủy ban nhân xã hoặc là công an nhân dân xã nè. Theo quy định của cái điều này có nội hàm như sau, đó là một là người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó. Nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho ủy ban dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Thì có một vài thắc mắc như sau là nếu mà giả sử các bạn đã giao nộp cho công an rồi đó các bạn và giao nộp cho ủy ban rồi thì không có ai đến nhận thì tài sản được xử lý như thế nào? Thì cũng theo quy định này luôn là sau 1 năm kể từ ngày thông báo với công an về tài sản cho người khác đánh rơi bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu tài sản đó sẽ được xác định theo hai cách. Cách thứ nhất, nếu những cái tài sản bị đánh rơi bị bỏ quên nó mà có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10 mức lương cơ sở do nhà nước quy định thì người nhặt được sẽ được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Và trong trường hợp nếu như mà cái tài sản đó có giá trị lớn hơn 10 mức lương cơ sở do nhà nước quy định đó thì lúc này bạn sẽ nhận được 10 mức lương cơ sở do nhà nước quy định và 50% giá trị còn lại của cái tài sản này đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một cái quy định khác nha bạn. Theo quy định tại nghị quyết 86 năm 2019 của Quốc hội 14 tại khoản 7 điều 3 thì quy định là từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 thì mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng lên thành 1.600.000 đồng. Như vậy kết luận rằng mức lương cơ sở ở đây là 1.600.000 đồng nha các bạn. Như vậy 10 lần mức lương cơ sở tức là 16 triệu đồng các bạn. Vậy giả sử trong trường hợp là nếu như mà mình nhặt được một cái tài sản nào đó
mà cái giá trị tài sản đó nó dưới 16 triệu đồng thì sau khi mà mình giao nộp cho cơ quan công an sau hơn 1 năm mà vẫn không tìm được chủ sở hữu hoặc không ai đến nhận thì lúc này tài sản nó sẽ thuộc về mình nha các bạn. Nhưng nếu như cái tài sản đó mà các bạn nhận được nó lớn hơn 16 triệu đồng thì lúc sẽ được xác định như sau, thì bạn sẽ được nhận 16 triệu đồng nha các bạn. Thí dụ như tài sản đó là 32 triệu đồng đi đúng không? Thì các bạn nhận được 16 triệu đồng nè. Đồng thời các bạn nhận thêm được 50% giá trị của cái phần vượt quá đó, tức là giá trị của cái phần vượt quá đó là 16 triệu còn lại đúng không? Thì các bạn sẽ nhận được 50%, tức là nhận thêm 8 triệu nữa thì các bạn sẽ được 24 triệu từ cái tài sản này khi mà các bạn làm đầy đủ các trình tự thủ tục đó. Dĩ nhiên là ở thông thường ở bên ngoài thì người ta nhặt lại của đời rất hiếm khi có những cái trường hợp mà người ta trả lại cho chủ sở hữu các bạn hoặc là thông báo cho cơ quan chính quyền được. Thì trong cái trường hợp của cái cô này nha, là mình không biết là cái giá trị tài sản ở trong cái túi đó là bao nhiêu. Thì mình giả sử ước định nha các bạn, thì mình nghĩ là chắc là cũng không có giá trị cao hơn 16 triệu đâu. Thì có thể là dưới 16 triệu. Thì trong trường hợp này cô này á, nếu như cô không biết được cái địa chỉ của cái người chủ sở hữu á, thì cô nên giao nộp cho cơ quan công an hoặc là ủy ban nhân cấp xã. Còn trong trường hợp này thì mình thấy là cô này cãi chạy cãi khói, cô này không có trả lại cho cái người cái người chủ sở hữu. Thì mình không biết là cái anh này có phải là chủ sở hữu thiệt sự hay không, nhưng mà giả sử nếu như anh này là chủ sở hữu thiệt sự á, thì cô này phải nên trả lại, đó là cái nghĩa vụ của cô rồi, chứ không phải là cô nói là cô nhặt được là cô là có cái quyền cô giữ được đâu các bạn đó. Rồi như vậy đặt một cái câu hỏi nữa là nếu như mà đã có chủ sở hữu đầy đòi rồi mà bạn không trả thì bạn sẽ bị gì, đúng không đó. Thì lúc này á nha bạn, thì mình căn cứ nha các bạn, thì mình thấy là trong cái túi này của cô á là một cái loại tài sản, là cái tài sản thì có thể là tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu nha các bạn. Thì giả sử như trong trường hợp này á là tài sản không đăng ký quyền sở hữu thì lúc này cái chủ sở hữu sẽ có cái quyền đó, đòi là cái tài sản đó từ cái người chiếm hữu, đòi là cái tài sản đó từ người chiếm hữu nha các bạn. Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 tại điều 167 nó có quy định như sau là các bạn: chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ thời điểm chiếm hữu ngay tình, trong trường hợp người chiếm hữu ngay tình đó có được động sản này thông qua hợp đồng không có đền bù, nếu người không có quyền đòi tài sản. Trường hợp hợp đồng này là hợp đồng có đền bù thì chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản nếu động sản đó bị đánh cắp lấy mất hoặc trong trường hợp khác sau ngày 4 đó. Thì tới lúc này là các bạn nhìn thấy được rõ là anh chủ sở hữu này anh có quyền được đòi lại cái tài sản mà anh đã đánh rơi nha các bạn, chứ không phải là không có nha. Còn nếu trong trường hợp anh đòi lại rồi mà cô này vẫn ngoan cố không trả lại thì anh chỉ có một cách duy nhất thôi, anh sẽ phải tố giác hành vi của cô. Tố giác hành vi của cô là sao các bạn? Đó là anh sẽ dựa vào cái điều quy định tại điều 176 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 á, quy định về tội chiếm giữ tài sản trái phép nè các bạn. Thì trong cái nội hàm của quy định như sau nha các bạn, mình sẽ đọc lại cho nó đúng nè. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc dưới 10 triệu đồng nhưng tài sản là di vật cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được bắt được sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu nhận được như hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng và cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Đó thì các bạn xem đây nha, đối với cái trường hợp của anh này là cái trường hợp mà cô này đã tìm được, đã nhặt được nhưng chủ sở hữu đã yêu cầu trả lại nhưng mà cô này không trả lại, cô này rất có khả năng sẽ bị phạm một cái tội này. Và một cái tội này thì nó cái mức phạt như thế nào? Mức phạt tiền là từ 10 triệu đến 50 triệu đồng nè. Mức phạt tiếp theo là phạt cải tạo không giam giữ lên đến 2 năm. Mức phạt tiếp theo nữa đó là phạt tù từ 3 năm đến 2 năm. Đó. Thì các bạn xem kỹ rõ quy định này nha. Như vậy không phải là trường hợp nào các bạn nhặt được của rơi là của các bạn đó các bạn. Mà các bạn phải trải qua một cái trình tự thủ tục nhất định. Và dĩ nhiên trên thực tế thì sẽ có rất là nhiều người nhặt được của rơi mà không trả lại cho chủ sở hữu. Thì các bạn sẽ đặt một cái câu hỏi là ủa nếu như vậy thì làm sao mà rất là nhiều người nhặt lại của rơi rồi thì tôi không trả thì có làm gì được tôi hay không? Xin lỗi các bạn, nếu như mà công an chưa xử lý là do công an chưa xử lý thôi, chứ cái hành vi của bạn không phải là hành vi đúng luật. Một khi mà các bạn đã bị truy tố rồi thì các bạn phải chịu trách nhiệm thôi các bạn ạ. Đó là điều tất nhiên, điều hiển nhiên rồi. Hy vọng qua video này các bạn sẽ có thêm những kiến thức pháp luật về trường hợp này, và nếu như có bất kỳ một vấn đề thắc mắc nào các bạn có thể comment bên dưới chúng ta sẽ cùng thảo luận. Và đừng quên hãy nhấn like, subscribe và chia sẻ để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Tôi là Phúc, tôi sẽ giúp mọi người hiểu biết hơn về pháp luật.